Đây chính rồi. là cung cung gì? Cung thiên bình là thích màu xanh lá cây. Đây là cung cự giải. Còn ba 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 là cung gì? Là cái chỗ coi ba ba đâu? Đây con kiếm nha. Ba thích màu hồng thì ba là cung sử nữ. Sử nữ là ba là chiên sử phụ nữ hả? Đọc quá vậy. Còn mẹ mẹ con? Còn mẹ con là cung sư tử. Trời mẹ ơi. Mẹ không giữ con sư tử nè. Màu đó cũng là màu yêu thích của mẹ, cũng là màu cam mà nó đây là màu cam mà. Màu cam là mẹ thích màu cam vậy mẹ cung gì? Sư tử, mẹ không giữ như con sư tử nữa mà. Trời ơi chết luôn rồi. Chết ba rồi. Kiểu này chết ba rồi. Còn sóc, sóc là cung gì? Sóc là một tím là cung thiên yết. Sóc, sóc cung gì? Sóc cung thiên yết. Thích màu tím huyền bình bí. Sóc cung thiên yết hả? Sóc. Đúng rồi, cung thiên yết. Thích màu tím huyền bí. Còn còn thỏ là cung gì? Cung cung cự giải hả? Cung sư tử. Cung sư tử luôn. Nè, con cung sư tử luôn. Chết cha. Chết chưa? Chết rồi, ở nhà có hai cái cung sư tử là ba chắc chuẩn bị rồi. Ba chuẩn bị lên đường rồi. Trời ơi. Ba chuẩn bị lên. Đâu rồi cái cung của ba đâu rồi? Cung ba này hả? Đây. Cung sử nữ hả? Nhà của cung sử nữ là chết thích luôn. Màu hồng. Là thích màu hồng thì đây chính là ba mặc một bộ váy đơn giản, rất là thích đơn giản. Cái này làm đủ chưa? Làm đủ hết mấy cung chưa? Con nghĩ là chưa đâu. Đây là cung gì ta? Cung song tử. Cái này con gái nó tự làm nè anh em. Nó làm hình dáng giống như tụi cái gì? Chơi cái giấy gấp, cái giấy gấp giống như cái bên Nhật á. Mà nó tự làm, nó tự cắt ra tự làm. Ở đây nhà của Kim Ngưu có hai cái sừng. Là Kim Ngưu là con trâu á. Vậy hả? Kim Ngưu Ngưu là tiếng Việt của mình là con trâu con. Kim Ngưu là cái con trâu vàng là người ta kêu là Kim Ngưu. Kim Ngưu rất là giàu, đây là cung Nhân Mã là hết rồi. Đây là cung Kim Ngưu có kho báu nữa. Vậy hả? Mở kho báu ra, đây là sổ ghi nợ, chủ nợ rất là nhiều. Chủ sổ ghi nợ, đây là tiền, đây là sổ tiết kiệm. Cung Kim Ngưu thích màu gì? Cung Kim Ngưu thì thích mấy cái màu này nè, màu da, những cái màu bót, màu da, màu nâu, màu chạch sữa nè. Màu nhạt ha. Con chưa ăn nữa. Ai mà thích mấy cái màu nhạt nhạt này này là số phận là sẽ có sổ ghi nợ nè. Đó, sổ ghi nợ nè. Có nghĩa là chủ cùng nợ. Chủ nợ. Là giàu. Làm chủ nợ hả? Dạ. Làm chủ nợ chứ không phải là mắc nợ người ta. Rất là giàu. Quên nha anh em. Cung này là làm chủ nợ. Có nghĩa là người ta nợ mình chứ mình không có nợ người ta. Tại vì rất là giàu. Còn đây là cung song tử này là rất là lười học. Suốt ngày ngủ rất là khó dậy. Mỗi lần mà dậy là phải mười mấy cái đồng hồ mới thức dậy được. Đây rồi. Là thời khóa biểu học rồi kỳ. Vậy được rồi.